ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Nè ăn đi. Ăn không vô. Thì cũng phải ráng ăn chứ. Không còn tâm trạng để mà ăn nữa. Mới ráng đi mà. Biết không được mà ráng để làm gì. Chưa thử sao biết không được. Thử chỉ thêm vô vọng mà thôi. Thử thì chưa chắc được. Nhưng mà không thử là chắc chắn không được. Chưa chắc được với chắn chắc không được là không được đó bà chị ơi. Trời đất ơi, sao có chuyện mỗi ăn xôi thôi mà anh nhây quá vậy. Giờ anh buồn nhịn ăn có được gì đâu. Nếu mà anh nhịn ăn á, mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Nhìn em gì? Bộ em nói không đúng hả? Sao bữa nay em dữ quá vậy? Ờ dữ đó. Giờ anh muốn ăn xôi hay là ăn chổi? Ăn xôi. Ăn xôi ăn đi. Làm gì hôm nay dữ trời vậy? Nói không đúng hả? Có tướng chút xíu à. Đồ nhịn ăn nữa. Phải lo chứ bộ. Lo có được gì đâu. Trọng. Sao rồi? Tao cũng biết làm sao nữa. Tao nể mày thiệt luôn á. Giờ phút dầu sôi lửa bỏng mà còn ngồi ăn cho được hay thiệt. Ừ, hồn nhiên quá ha. Ăn đi, ăn cho vô tư vô đi. Trời ơi, hai người im đi. Cố gắng lắm mà ông mới ăn đó. Hai ngày nay ông có ăn gì đâu. Ừ mà thôi ăn bữa cuối đi. Biết đâu mày ăn xong bữa này đó. Rồi hả, thầy mời phụ huynh mày vô. Xong mày đuổi học mày luôn rồi sao. Thằng Tâm. Thằng Tâm cô con là phải không? Ờ bạn ạ. Bác Hai Sơn. Đúng rồi bác nè. À dạ con chào bác. Dạo này là lớn bộn ha. Dạ à, má con khỏe không? Dạ má con khỏe. Vậy là tốt quá rồi. Dạo này làm thầy bà được quá trời quá đất ha. À, dạ. Dạo này con còn không? Còn cái chi ạ? Còn bóng á. Không. Bác thì bác thấy chuyện này bây giờ nó cũng bình thường. Không có gì mà phải úp mở mở làm gì. Bò còn có bê mà, cá còn có cá bóng mà. Tại sao trên đời có bóng có bê? Dạ. Mình đừng có buồn làm cái gì. Dạ ai cũng bình thường mà riêng mẹ con là không bình thường. Cho nên là con cứ phải giấu mẹ con ngại lắm. Chỉ là con vẫn là bóng thâm niên à? Dạ mà thôi bác ạ, bỏ qua cái chuyện của con đi. Thôi bỏ qua, xe nhát bỏ qua đi. Nói chuyện của bác đi ạ. Chuyện bác hả? Vâng ạ. Con à, thằng dạ. Thằng Trọng á là con trai của bác, là dạ. Anh họ của con đó nghe. Ở trong là anh họ của con đó. Anh họ con đó. Ủa mà nó sai với con chuyện gì mà con kêu bác lên đây gặp con vậy? Dạ cũng không có cái chi đâu. Lúc trước con thấy nó sai nhưng bây giờ thì con thấy đúng rồi. Không, nó làm cái gì? Tại vì anh chồng anh ấy chê con xấu. Vậy nó sai rồi. Đúng. Tại vì con xấu thật mà bác. Không những xấu mà còn vô duyên nữa. Bác không, thầy bác nhớ hồi nhỏ con cũng nói chuyện con cũng hơi bị vô duyên. Dạ. Bác kèm chung bóng vô duyên luôn. Thôi bác xin lỗi con nha. Bác dạ. Không có ý chọc ghẹo con đâu. Dạ dạ. Vậy hôm nay con mời bác gặp con làm gì? Con mời bác tới để mà tham quan cái lớp học của con. Lớp học của con thì bác tham quan rồi. Dạ. Vậy bác về được chưa? Dạ bác về để con tiền bác ạ. Dạ. Nha. Cho bác gửi lời thăm mẹ của con nha. Dạ vâng ạ. Rồi con... nói mẹ của con á có dịp á bác mời hai mẹ con tới nhà chơi. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bác ạ. Lớn bộn ha. Dạ. Tâm nè. Dạ. Con có muốn bác cho con một lời khuyên không? Dạ nếu như mà bác có lời thì con xin nghe. Con đừng bao giờ tự ti mặc cảm. Nét đẹp của con nó tiềm ẩn lắm. Dạ, con cảm ơn bà. Mà bị nó ẩn sâu quá cho nên hơi khó tìm. Cứ mài mò mà tìm đi ha. Bây giờ bác về bác la.
bác la thằng con bác thằng Trọng. Nó dám nói xấu con vậy là không được, bác phải la nó mới được. Thôi. Con chuyên nó cũng chẳng có cái chí cả, nhưng liên quan nhanh sắc mà. Mà con xấu thật. Dù gì cũng là anh em mà, thôi bỏ. Xấu thật hồi nào, xấu đơn sơ thôi chứ đâu có xấu nhiều lắm đâu. Bị tính kèm cái vô duyên nữa nên thành ra nhiều vậy thôi. Thôi bắt về con ơi, bắt về nha. Bắt về. Rồi có dịp mẹ con qua nhà bắt chơi nha. Vậy là coi như bỏ qua hết ha. Không có chuyện gì hết ha. Tâm nè. Con nên sống thật với bản thân mình. Đừng kìm nén gì hết. Mình là mình. Cố lên con nha. Con cảm ơn bác ạ. Bác đi đây. Dạ vâng. Ba. Ba ăn miếng đi ba. Xin lỗi mà. Con á là không phải là con cố tình con nói xấu thầy. Tại vì chẳng qua là con chỉ so sánh cái tấm lòng của con với lại nhan sắc của thầy thôi. Mà thầy hiểu lầm nên thầy mới giận con đó. Rồi, ba cười gì vậy ba? Nhìn bộ dạng của con á, làm sao ba nhịn cười cho được. Vậy là ba hết giận con rồi hả? Ba có giận con đâu mà hết. Vậy hả ba? Ba, ăn thêm miếng nữa đi ba. Ừ, đây. Hậu ơi, chậm về rồi nè. Ô, đâu rồi trời? Nè, đừng để anh bắt được nha. Anh bắt được là chết với anh đó. Đâu rồi trời? Mình có việc phải đi du lịch vài ngày. Ai kia tự lo ăn uống. BS cấm gọi điện cho mình, nếu không mình đi luôn. Trời ơi, giận nữa rồi. Ghê à. Hả anh Hưng? Ừ. Tôi tới trả chìa khóa rồi về. Ừ. Dạ. À, khoan đã. Vợ tôi đi rồi, cho nên là anh ở đây á, ăn cơm với tôi đi. Hả? À, ăn cơm chung hả anh? Ừ. À, dạ, cảm ơn anh. Cơm dở quá anh. Hả? Sao anh không ăn anh nhìn em hoài vậy? À, đâu có. Tôi nhìn vậy thôi. Ủa mặt em dính gì sao anh cười vậy? Không phải. Tại vì á, tôi thấy cách cậu ăn á dễ thương quá. Chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả.